Xin kính chào quý nhà đầu tư à, Việc xây dựng được cái dòng tiền thu nhập thụ động trong tương lai Thì sẽ giúp chúng ta an tâm về mặt tài chính và hướng đến tự do tài chính Chính vì thế cho nên AZFIN Việt Nam cũng rất hân hạnh gửi đến quý vị Cái series xây dựng dòng tiền thu nhập thụ động Để hướng đến cái câu chuyện tự do tài chính đó Và trong phần thứ hai này thì AZFIN Việt Nam muốn trao đổi đến quý anh chị Về cái bí mật đằng sau Thương vụ tăng hơn 1.300 lần của Sikandi Khi tỷ phú Warren Buffett mua vào năm 1972 thì ở đây là một cái thương vụ nhân hơn 1000 lần giá trị. Cụ thể ở đây nó khoảng độ 1300 lần. Thì tỷ phú Warren Buffett và Charlie Munger đã mua vào cả cái công ty C Candy này vào năm 1972 với giá khoảng 25 triệu đô la. Thì tóm tắt cái thương vụ C Candy như sau. Berkshire Hathaway đã mua vào C Candy 25 triệu đô la vào năm 1972. Lúc đó thì C Candy có doanh thu hàng năm khoảng 30 triệu đô la lợi nhuận sau thuế khoảng 2 triệu đô la, PE bằng 12,5 lần, PB bằng 3.1 lần. À, thì đây là thương vụ lớn nhất của Warren Buffett vào thời điểm đó và là một phần trong chiến lược đầu tư mới của ông. Ông đã chuyển dịch từ việc săn lùng các cái công ty giá rẻ với PB nhỏ hơn một hay nói khác là mẫu xì gà hút dở và sau đó bán đi cơ cấu bán đi các phần các bộ phận và từ đó thu được lợi nhuận tranh thì uh, Thương vụ này đã thay đổi cái quan điểm của ông ấy Và nó mang đậm cái dấu ấn của cộng sự Charlie Munger Và định hình cái phong cách đầu tư mới sau này của ông Đó là đầu tư những công ty tốt, công ty xuất sắc Với giá hợp lý, không cần thiết phải vẻ Và sau này ông đã áp dụng vào các cái thương vụ rất nổi tiếng Như Coca-Cola năm 1988 đến năm 1989 hay như thương vụ Apple năm 2015, 16 mang lại lợi nhuận rất cao. Ví dụ như thương vụ Apple thì mua PB thậm chí lên đến 5, 7 lần và hiện nay đã có lúc PB của Apple lên đến 6, 70 lần, tức là cái giá cao gấp khoảng độ 60 lần so với cái vốn chủ sở hữu. Hay Coca, ông ấy cũng mua PB lên đến 4 đến 5 lần, 6 lần, chứ không hề mua thấp một chút nào. Và đấy chính là cái bài học kinh nghiệm rút ra từ việc ông ấy đầu tư cổ phiếu CKD rất thành công năm 1972. Thì theo tính toán của ASEFIN Việt Nam, với khoảng 52 năm tính đến năm 2024 này, thì CKD đã mang lại hơn 3 tỷ đô la dòng tiền đơn. Tức là cộng cái dòng tiền CKD trả cho bức xài Hathaway hàng năm cộng lại trong 52 năm đã hơn 3 tỷ đô la rồi. Và số tiền này tái đầu tư mang lại không dưới 30 tỷ đô la và giá trị của C hiện nay cũng không dưới 2,5 tỷ đô la. Tức là với cái lợi nhuận khoảng 80 triệu đô la hiện nay sau thuế và một công ty thương hiệu mạnh mẽ như C Candy thì định giá PE khoảng hơn 30 lần là một điều hết sức bình thường. Thì từ đó có thể thấy thương vụ này đầu tư 25 triệu đô la và giá trị mang lại hiện tại có thể khoảng 32,5 tỷ đô la. Tương ứng với tăng tối thiểu là 1.300 lần cái vốn đầu tư ban đầu phải nói là một thương vụ khủng khiếp hiếm có của trên thế giới chứ không chỉ là riêng của tỷ phú Warren Buffett và cái bài học từ thương vụ Sikandi là gì đó chính là trong một cái câu nói của ông ấy sẽ tốt hơn nhiều nếu mua một công ty tuyệt vời với giá trị với giá hợp lý hơn là một công ty hợp lý với giá tuyệt vời thì ở đây tuyệt vời như nào nếu như năm 1972 cái lợi suất dòng tiền lợi suất sau thuế trên cái giá mua thì có 8% thôi. Đến năm 1983, tức là sau khoảng 11 năm, thì nó đã lên đến mức 52%. Tức là sao? Tức là lợi nhuận sau thuế của Sikandi là 2 triệu đô la năm 1972 trên giá là 25 triệu từ 18%. Thì đến năm 1983 thì nó đã là gần 13, sắp xỉ 13 triệu đô la lợi nhuận rồi. Cũng giống như lần trước chúng tôi trao đổi về cái câu chuyện Coca-Cola năm 1989 cái cổ tức nhận được chỉ 3,3% trên giá mua thôi nhưng đến hiện nay con số đó nó đã lên đến khoảng độ 75% rồi thì trường hợp si candy này thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn coca cola rất nhiều khi đến năm 2007 thì cái lợi nhuận sau thuế trên cái vốn đầu tư 25 triệu đô la ban đầu đã lên đến 240% tức là tức là đã lên đến 60 triệu đô la và từ năm 2018 đến năm 2024 nó đã lên đến 320% cái vốn đầu tư ban đầu 25 triệu đô. Tức là từ 2018 nó đã mang lại khoảng 80 triệu đô la lợi nhuận sau thuế dòng tiền cho vị tỷ phú Warren Buffett. Và sở dĩ vị tỷ phú này có thể nắm giữ tới 52 năm qua là do ông ấy tập trung vào cái việc dòng tiền thu được từ cái con gà đẻ trứng vàng này như thế nào thay vì nhìn vào cái việc thị trường trả giá cho cái công ty bao nhiêu có nên bán hay không và từ đó mới thu được cái thương vụ lợi nhuận để lên đến hơn 1.300 lần như vậy vậy lý do đâu đầu tư cổ phiếu C Candy thứ nhất là thương hiệu của C Candy rất mạnh trong lòng khách hàng và bất khả chiến bại tại Los Angeles điều này thì đã được ông ấy và được cộng sự trang lời mang G nghiên cứu rất kỹ và đưa ra kết luận như vậy và khách hàng của họ dĩ nhiên là rất trung thành rồi các anh chị nhá tiếp theo nó có khả năng tăng giá hàng năm mà sản lượng vẫn tăng không bị mất khách hàng thưa mấy anh chị anh chị có thể nhìn thấy ở đây nhìn thấy ở đây sản lượng bán năm 1972 là có 15 triệu bao thì đến năm 1983 đã là 25 triệu bao và lưu ý là giá bán cũng tăng từ 1,76 đô la trên một bao lên 5,36 đô la trên một bao một bao ở đây là khoảng 452 trăm đấy các anh chị có thể thấy đúng không ạ sản lượng tăng giá bán tăng sản lượng vẫn tăng so với lạm phát của mỹ là nó còn cao hơn so với lạm phát đến năm 2007 thì sản lượng bán lên đến 32 triệu bao và giá bán đã lên đến 11,97 đô la một bao đến năm 2010 bán 18 thì sản lượng bán là 33 triệu bao và giá bán lên đến 13,03 USD trên một bao Đúng không? có thể thấy là nó vẫn liên tục tăng giá theo thời gian mà sản lượng vẫn không giảm thậm chí là tăng từ đó giúp cho cái doanh thu tăng cũng rất mạnh nhưng lợi nhuận còn tăng mạnh hơn rất nhiều lợi nhuận tăng 40 lần sau 46 năm tăng 40 lần đúng không còn doanh thu thì tăng có 10 14 lần thôi nhưng lợi nhuận tăng 40 lần sản lượng thì tăng có hơn hai lần nhưng doanh thu tăng 14 lần lợi nhuận tăng 40 lần biên lợi nhuận ròng tức là lấy lợi nhuận này chia cho doanh thu từ mức 6,67% đã tăng lên tới 18,6% vào năm 2018. ROA tăng từ 25% năm 2000 năm 1972 lên 177,78% năm 2018. Như tôi cũng đã chia sẻ nhiều lần đến quý vị, các cái trường hợp mà càng mở rộng càng có lợi thế cạnh tranh, ROE càng cao thì là những trường hợp hiếm có trong lịch sử và đó chính là những cái doanh nghiệp càng ngày càng mở rộng lợi thế cạnh tranh và dĩ nhiên cổ đông sẽ càng ngày càng hưởng lợi rất lớn là như vậy. Và ở Việt Nam thì trong những năm qua thì có Fendi là một ví dụ. Trong quá khứ thì cũng có SLS là ví dụ, CAP là ví dụ. Đó. Đó thì đấy là cái khả năng, cái lợi thế cạnh tranh mạnh của nó. Và cái mô hình kinh doanh của C candy là ít thâm dụng vốn. Tức là đầu tư ít vào tài sản cố định. Thì thưa mấy anh chị cái máy móc của nó Trước đây là 15 triệu bao sản lượng đúng không Bây giờ 33 triệu bao có khi chỉ tăng cường thêm một chút xíu thôi Nhưng mà doanh thu đã tăng 13 lần Lợi nhuận tăng 40 lần rồi Đúng không ạ đó, Rất ít đầu tư tài sản cố định Và không bị chiếm dụng vốn Từ đó mới tạo ra cái lượng tiền rất lớn hàng năm Và tỷ phú Warren Buffett thu hồi rút về công ty mẹ để tái đầu tư được anh chị có thể nhìn thấy rất rõ đây đó là biên lợi nhuận ròng ngày cao roa ngày càng cao tức là trên một đơn vị sản phẩm ví dụ như năm 2000 năm 1972 lợi nhuận sau thuế có 2 triệu trên cái tài sản hữu hình là 8 triệu thì đến năm 2018 lợi nhuận đã 80 triệu đô la trên cái tài sản hữu hình có 45 triệu đã cho thấy là nó tăng trưởng tài sản chỉ rất nhỏ thôi tăng trưởng tài sản chưa đến 6 lần nhưng lợi nhuận nó tăng 40 lần đấy là thể hiện của sự không thâm dụng vốn đó ít đầu tư cố định Ngoài ra thì nó cũng không bị chiếm dụng vốn bởi khách hàng đáng kể. Thế do đó nó dồi dào tiền để chi trả. Ví dụ một số công ty như xây dựng chẳng hạn thì họ cho chịu rất nhiều. Thì do đó bị chiếm dụng lớn. Cứ mở rộng lại phải đi vay nợ rất nhiều. Thì ngược lại với C-Candy thì bị chiếm dụng rất ít của khách hàng. Thế do đó rằng họ có cái hiệu quả ngày càng cao khủng khiếp này. Đây là minh chứng cho điều đó anh chị nhé. Rồi tiếp theo thứ tư đó là chất lượng sản phẩm của C-Candy là xuất sắc và nhất quán. Thậm chí có thể nói là chất chất lượng chất lượng hoàn hảo và họ luôn theo đuổi cái tiêu chí chất lượng hàng đầu chứ không phải là theo đuổi cái tiêu chí giá rẻ hàng đầu từ đó duy trì được cái vị thế cũng như cái đẳng cấp của mình trong lòng khách hàng trong lòng khách hàng và là một cái dấu ấn không thể phai đối với khách hàng và khi nghĩ đến sô cô la và các cái thứ liên quan ở Los Angeles thì người ta nghĩ ngay đến Sikendi và đến nay Sikendi có khoảng hơn 200 cửa hàng trên toàn thế giới với cái việc phát triển theo quy chuẩn rất bài bản, chuẩn chỉ, đảm bảo chất lượng đến với người tiêu dùng. Từ đó tạo ra tất cả yếu tố này tạo ra dòng tiền ngày càng lớn và bền vững. Vậy thì bài học của thương vụ C Candy là gì? Thứ nhất là lựa chọn các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh để có thể tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là hiệu quả kinh doanh cao mang lại dòng tiền lớn để có thể tái đầu tư liên tục chứ không tập trung vào những công ty thâm dụng vốn. Thứ ba là định giá là tương đối hấp dẫn. Tuy cái mức định giá PE bằng 12,5 lần nó không phải là quá rẻ ở cái giai đoạn của 972 nhưng với một cái công ty chất lượng như vậy với cái việc mua và nắm quyền quyền sát toàn bộ như vậy thì là một mức định giá hơi và cái thương vụ này chính là một cái thương vụ giúp tư duy của tỷ phú Warren Buffett thay đổi từ đầu tư giá trị net net tức là chỉ đầu tư những doanh nghiệp PB nhỏ hơn một sang đầu tư những doanh nghiệp tốt và chấp nhận một mức giá hợp lý và đây chính là cái khởi đầu để sau này tỷ phú Warren Buffett có thể đầu tư cổ phiếu Coca-Cola với PB bằng 6 và Apple với PB cũng rất cao thậm chí bây giờ PB của Apple lên đến 6, 70 lần đó và việc ứng dụng như nào thì thực tế đây chính là Azefin e Việt Nam cũng ứng dụng vào rất nhiều để xây dựng cái danh mục tích sản cho mình một cách bền vững lâu dài dựa trên cơ sở dòng tiền dòng cổ tức làm cái yếu tố tập trung vào và doanh nghiệp thì tập trung vào những cái doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh có dòng tiền tốt và có định giá hợp lý đó đây là thực tiễn chúng tôi đã từng xây dựng như vậy Đúng không? và hiện nay thì ở việt nam tuy không có quá nhiều trên tổng số 100 một năm trăm doanh nghiệp niêm yết tại ba sàn nhưng cũng có vài chục doanh nghiệp vài chục cổ phiếu đáp ứng được các cái tiêu chí về dòng tiền cổ tức tăng trưởng theo thời gian để quý vị có thể thiết kế cho mình cái danh mục đầu tư dòng tiền cho nó hiệu quả và đây cũng chính là một cái nội dung về thu nhập thụ động sống khỏe khi về hưu duy nhất có ở Việt Nam thì ấy là phim Việt Nam muốn giới thiệu đến quý vị để quý vị có thể tham gia nhanh để có suất xây dựng cho mình một cái chiến lược một cái phương pháp và thực hành để có thể có nguồn thu nhập thụ động sống khỏe khi về hưu xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe xin hẹn gặp lại quý vị ở nội dung tiếp theo